Xin chào các bạn đến với nhà đẹp Canxi HX. Ngày hôm nay HX xin giới thiệu với các bạn một căn nhà được thiết kế tranh phú tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Thì đây là một căn nhà mang phong cách hiện đại được HX thiết kế tranh phú. Thì qua tìm hiểu, anh Phú đã gọi điện cho HX và HX đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh về một căn nhà phố mang phong cách hiện đại với diện tích theo chiều ngang của ngôi nhà chỉ có 4m và chiều sâu của ngôi nhà là 13m, rồi đất của nhà anh là 8m và chiều sâu của đất là chỉ có là 14m thôi. Và anh sẽ chia đôi đất của nhà mình thành hai ngăn. Qua tâm tư nguyện vọng của anh thì HX đã thiết kế cho anh một ngôi nhà 2 tầng mang phong cách hiện đại với phía trước mặt tiền của ngôi nhà, ở phía dưới sẽ là ốp đá và phía trên sẽ là sơn. Phần màu đen này sẽ là ốp gạch inox các bạn nhé. Toàn bộ cửa sẽ là hệ nhôm sinh pha. Cổng thì sẽ là rất là đơn giản để tiết kiệm phần chi phí xây dựng. Phía trên thì sẽ là lợp mái tôn. Mặt tiền của ngôi nhà thì sẽ đơn giản và hiện đại như thế này. Đó là góc nhìn khác của công trình, là góc nhìn nhìn từ bên phải. Còn đây là góc nhìn nhìn từ phía trên cao công trình. Các bạn sẽ thấy là phía trên là mái tôn. Bây giờ ta sẽ đi vào công năng của ngôi nhà. Ở tầng 1 của ngôi nhà thì gồm có là một phòng khách. Phòng khách rộng là 15m2. Tiếp theo sẽ là phòng bếp. Phòng bếp rộng là 16m2. Cầu thang đi lên ở khu vực phòng bếp. Phía sau là nhà vệ sinh. Và phòng ngủ thứ nhất rộng là 14m2. Đó là công năng bằng 3D. Đó, đây là hình dung. Các bạn hãy hình dung rất là trực quan và chi tiết. Phía này sẽ là phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ thứ nhất. Các bạn hãy nhìn. Tiếp theo sẽ là mặt bằng tầng 2. Ở mặt bằng tầng 2 thì gồm có là sân phơi ở giữa, nhà vệ sinh, phòng ngủ thứ 3 và phòng ngủ thứ 2. Phòng ngủ thứ 2 thì rộng là 15m2, có ban công phía trước. Phòng thứ 3 thì rộng là 14m2. Đây là công năng của tầng 2. Như các bạn đã thấy, rất trực quan như thế này. Ngôi nhà này thì sẽ không cần bàn thờ các bạn nhé, không cần phòng thờ. Bởi vì anh đã có phòng thờ họ cho nên là sẽ không cần phòng thờ ở trong nhà. Các bạn sẽ thấy rất trực quan và đầy đủ. Ở phần hồ sơ thì gồm có là kiến trúc kết cấu điện nước. Anh Phú ở Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Một bộ sơ này thì gồm có phần kiến trúc kết cấu điện nước và phân thành 2D, 3D rất trực quan và rõ ràng như thế này. Phần kết cấu rất là chi tiết. Phần điện, điện nước đều có đầy đủ. Chúng ta hãy cùng ngắm lại mặt tiền của ngôi nhà, rất là chi tiết và rất là đẹp, mang phong cách hiện đại. Nếu các bạn yêu thích bộ sơ này và muốn mua lại bộ sơ thì hãy liên hệ ngay với HX qua số Zalo là 0901 367 734. Hoặc các bạn yêu thích một mẫu nhà nào trên mạng và muốn HX thiết kế với giá ưu đãi nhất thị trường thì hãy liên hệ qua Zalo. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.